Đây là hiện trường của chuyến bay đầu tiên của công ty hàng không Ocean nhằm giới thiệu với mọi người máy bay dân dụng hạng sang A390. Chuyến bay lần này cũng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Hình ảnh các bạn đang thấy chính là những vị khách đầu tiên của chuyến bay này, bao gồm rất nhiều khách ngôi sao cùng với CEO của hãng hàng không Ocean Cao Chính Đồng, chính là ánh hậu Dương Lâm Lâm rực rỡ hút hết tất cả ánh nhìn của mọi người. Tôi có thể hỏi cô vài câu không? Sau chuyến bay đầu tiên hôm nay, ngài có định thu mua hãng hàng không này không? Kỳ nghỉ của tôi vẫn chưa kết thúc. Xin chào, cô là cơ trưởng phải không? Tôi là cơ trưởng kết hợp. Đã bao nhiêu vị khách đến rồi? Theo lời ông dặn, ngoại trừ tổ bay, tổng cộng có 8 vị khách. Tất cả đều được chọn lựa kỹ càng. Lần đầu tư này, đầu tiên là nâng cấp A380 thành 390. Sau đó là chuyến bay vượt đại dương với khoảng cách xa nhất. Bây giờ là trực tiếp toàn bộ hành trình trên toàn thế giới. Trước mắt công ty đã tốn hơn 1 tỷ USD trong vụ này rồi. Nếu có sơ sót gì thì sẽ giống như Titanic. Anh phải chăm sóc hoàng tử thật chu đáo. Yên tâm, không thành vấn đề. Anh ta là thần tài của chúng ta. Vì anh ta, tôi còn mời cả ca sĩ mà anh ta yêu thích đi cùng. Điều bất ngờ anh nói với tôi chính là vị đại minh tinh này à. Anh ta đến chưa? Chưa. Nhưng sáng nay tôi đã xác nhận với người quản lý của anh ta. Đừng chém gió là được. Xin chào quý khách, hoan nghênh đến với chuyến bay đầu tiên của hãng. Thưa quý khách, trên chuyến bay A390, chuyến bay sắp cất cánh rồi. Xin mọi người trở về chỗ ngồi, cài dây an toàn. Làm tốt lắm. Nói chuyện trên loa với số lượng hành khách ít ỏi như vậy thật kỳ lạ. Tôi đoán mấy người khách này còn khó giải quyết hơn cả mấy trăm người khách khác. Đừng nói nữa. Nhược Hân, Nhược Hân, cô xuống dưới giúp mọi người tiếp đón khách được không? Tôi có phải là tiếp viên hàng không đâu. Nhưng cô vẫn là cô gái xinh đẹp nhất trong công ty chúng ta. Đúng vậy, tôi là cơ trưởng Nhược Hân. Cô cứ ở lại đây đi. Chúng ta đi thôi. Anh đang ở đâu vậy? Đây sẽ là chuyến bay khó quên của anh. Xin phép. Cô Nhậm, xin chào. Đã lâu không gặp. Cao Tổng, đã lâu không gặp. Mời ngồi. Nữ hoàng đặc tiếp. Sự có mặt của cô trên chuyến bay này là hân hạnh cho chúng tôi. Tôi là fan hâm mộ cứng của cô đó. Tôi đoán chắc là ông bị buộc phải theo dõi tin tức của tôi phải không? Tôi mới phỏng vấn người vợ thứ hai của ông. Linda, cô ấy mới là fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô. Vậy thì tôi sẽ tiết lộ vài tin nóng cho cô biết. Nguyên nhân chúng tôi ly hôn là cô ấy không biết nấu ăn. Muốn giải quyết trái tim của đàn ông, trước tiên phải giải quyết bao tử của anh ta. Cao Tổng, nghe nói tình hình tài chính của hãng không tốt lắm. Ở giai đoạn này lại tổ chức rầm rộ chuyến bay đầu tiên cùng với các khách mời nổi tiếng. Đằng sau chuyện này ắt có tin sốt dẻo chứ. Chuyến bay lần này, nguyên nhân của việc chọn trang tin Hoàn Cầu đưa tin độc quyền. Hẳn tôi không cần giải thích nữa. Ngày mai có thể có mấy chục đài đang ở Hồng Kông đợi tín hiệu truyền hình trực tiếp. Yên tâm đi Cao Tổng, sự lựa chọn của ông là đúng đắn. Được. Xin chào quý khách, tôi là cơ trưởng Jackson. Máy bay của chúng ta sẽ cất cánh sau vài phút nữa. Xin mọi người kiên nhẫn chờ trong chốc lát. Tổ bay của hãng hàng không Ocean cảm ơn sự tham dự của quý khách. Đây sẽ là một chuyến bay khó quên với chúng ta. Máy bay này đã thật. Có phòng nghỉ, có nhà hàng 2 tầng, khu vui chơi và cả quầy bar. Đúng là tòa lâu đài trên bầu trời. Nghe nói có thể bay xuyên qua tầng đại khí.
Ông cần cái này không? Không cần đâu, cho tôi ly rượu là được. Hey, Rodman, Rodman là anh thật à? Tôi rất thích xem anh đấm bốc. Tôi cũng thích xem phim cô đóng. Này, anh bạn, anh làm nghề gì vậy? Tôi hả? Ừ, tôi thấy anh là một người có tiền, nhưng không giống người của làng giải trí. Anh là Rodman phải không? Tôi là Kasa, phó chủ tịch tập đoàn Yasen, cũng là fan của anh. Vậy hả? Vậy thì cảm ơn. Nhưng tất cả là lịch sử rồi. Bây giờ tôi chỉ có hứng thú với cuộc sống khảo sát thôi. Người đẹp, cho tôi lại mạnh hơn được không? Tôi sẽ giúp anh đem cất đàn ở khoang sau nha. Đợi khi máy bay đạt đến độ cao ổn định thì sẽ mang trả lại anh. Khoang sau có chỗ để à? Không phải, phòng thay đồ của máy bay này lớn đến độ có thể bỏ vừa một cây dương cầm. Tôi hối hận đã không mang dương cầm đến. Cảm ơn cô. Tôi đã xem buổi biểu diễn của anh ở New York, anh Kim. Vậy à? Phải, vào kỳ nghỉ hè của tôi 15 năm trước. Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên chuyện đó. Lát nữa tôi sẽ biểu diễn cho cô xem một lần nữa. Nhà bếp ở trên lầu, bếp trưởng. Xin lỗi, tôi đang tìm tương cay được nhắc đến trong công thức của sư phụ. Kelly nói tất cả gia vị đều được để ở đây. Hy vọng tương cay bí truyền của anh đừng làm mọi người thất vọng trong tối nay. Được. Sắp cất cánh rồi. Để xem. Cái này, cái này. Này, tôi đến trễ rồi à? Xin lỗi, đúng là hơi muộn. Thưa quý vị, khách mời thần bí của buổi tối hôm nay đã xuất hiện rồi. Quán quân The Voice Thế Giới năm 2020, Kha Lâm. Chào Kasa. Chào ngôi sao lớn, anh khỏe chứ? Khỏe lắm. Nhìn bộ vó này của anh tôi không nhận ra thật đó. Cảm giác của thần tượng thế nào? Cũng được. Anh có biết tôi đã kêu gọi bao nhiêu người bầu chọn cho vòng chung kết The Voice của anh không? Tôi biết ngay là anh mà. Để tôi cầm giúp anh. Cảm ơn. Chào mọi người. Cho phép tôi đại diện. Cảm ơn mọi người đã đến tham dự chuyến bay cùng với hãng hàng không Ocean. Tôi đại diện hãng hàng không Ocean xin hoan nghênh quý khách. Mọi người hãy tận hưởng chuyến đi này. Cạn ly. Sao con lại đến đây? Tôi đến đây gặp người bạn cũ. Con chả khác gì thằng hề. Đừng gây rắc rối. Peter. Điều bất ngờ hả? Phải. Tôi điều tra ra được bọn họ là bạn chung phòng, là anh em tốt. Tưởng mình thông minh lắm hả? Giờ anh ta rất nổi tiếng đó. Nhậm Hạnh đến đây cũng vì anh ta. Ngay cả cô ta cũng biết cậu ta sẽ đến, nhưng tôi lại không biết à. Nếu cậu ta gây rắc rối thì anh cũng biến đi luôn. Dớ dẫn gì thế này? Kiểm tra lần hai. Xong. Được, chuẩn bị tách cầu. Kiểm tra dịch áp. Xong. Jason, lần sau đừng bảo tôi đi chiêu đãi nữa. Đừng bao giờ nữa. Điều này cho thấy công ty rất trọng dụng cô. Tình hình bên dưới ra sao? Lát nữa ngồi sau Kha Lâm đó sẽ biểu diễn hả? Biểu diễn gì chứ? Cao tổng rất không thích người này. Tờ Peter muốn nịnh nọt. Ai ngờ thất bại. Thật kỳ lạ. Cao tổng chẳng phải muốn làm vui lòng hoàng tử sao? Mời được cả bản chiếc cúp hội đại học của hoàng tử. Lẽ ra phải được cao tổng tưởng thưởng chứ. Chiếc A390 này thế nào? Nghe nói nó sử dụng động cơ trường đối lưu hiện đại nhất. Động cơ của nó có thể bay xuyên qua tầng đại khí. Đợi khi máy bay đạt độ cao ổn định, tôi sẽ để cho điều khiển. Trước khi hạ cánh, trả lại tôi là được. Thôi đi. Jason chọn anh làm phi công phụ bởi vì anh cần học hỏi nhiều hơn nữa. Bọn họ lại đến rồi. Nhược Hân ra đi. Giờ không được vào, chúng ta sắp cất cánh rồi.
kiểm tra trước khi bay. Nhược Hân, sau khi cất cánh cô hãy xuống dưới, nhớ nói với báo chí lúc trước cô là tiếp viên hàng không. Chính hãng hàng không Ocean đã cho cô cơ hội phát triển toàn diện, cô mới có ngày hôm nay. Bây giờ tôi không còn là tiếp viên hàng không nữa. Việc chăm sóc khách không nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi. Có tôi và Monica là được. Thôi nào, đây không phải là chuyến bay bình thường. Ngay cả cao tổng cũng đi tiếp đãi khách. Cho nên bảo cô làm gì thì làm đi. Hơn nữa, hôm nay cô cũng đâu cần điều khiển máy bay. Được rồi các cô gái, chuẩn bị bữa ăn. Đây là món mới của tôi, cung bảo khê đinh. Đây mà là món mới à? 1000 bếp trưởng thì có 1000 cách nấu. Ta chưa gặp nhau. Tôi là bếp trưởng Mike. Tôi là người Tứ Xuyên. Trong thực đơn của tôi chỉ có một loại cung bảo khê đinh. Lưu sư phụ đâu? Ông ấy bị cao huyết áp, bác sĩ không cho máy lên máy bay. Sao rồi, mùi vị thế nào? Ý anh là bếp trưởng Tứ Xuyên Trung Quốc bảo một đầu bếp nước ngoài đến làm món Tứ Xuyên thay ông ấy hả? Tôi là đệ tử của ông ấy. Sư phụ rất muốn quảng bá món Tứ Xuyên. Cô biết không, Marco Polo học làm mì Ý từ người Trung Quốc. Sao cô lại ở đây Nhược Hân? Tôi bảo cô đón tiếp khách mà. Cô phải ở lầu 1 mới đúng. Bếp trưởng chuyến bay hôm nay của chúng ta là một người Mỹ. Anh có biết không? Mời dùng. Cảm ơn. Đừng khách sáo. Bồi cơ. Cảm ơn anh chơi chung với tôi. Sau giải kim tượng, vận may của tôi chưa từng nhiều thế này. Vậy cô phải uống nhiều vào. Ảnh hậu à, uống rượu ngon thì vận may sẽ đến. Bài hát Mất tích ở Thái Bình Dương của anh là bài hát tôi luôn hát khi đi karaoke. Tôi cảm thấy giọng hát của anh có đầy tâm sự. Cảm ơn. Chuyến bay này chúng ta có rất nhiều thời gian để trò chuyện. Thật không? Cảm ơn. Không cần khách sáo. Bên cô thế nào? Thưa hoàng tử, tối mai khi ta đến Hồng Kông sẽ có hơn 10 báo đài các kiểu đến đưa tin. Đến tuần sau cổ phiếu của hãng sẽ tăng vọt. Nếu vậy thì là cả hai cùng chiến thắng rồi. Ý anh là vụ mua bán được định rồi, đúng không? Trước mắt rất có thể là vậy. Tốt quá rồi. Rất có tiềm năng. Trên chuyến bay A390, chúng tôi là đội ngũ tinh anh của hãng hàng không Ocean. Xin lỗi. Chào cô. Tôi là Nhậm Hạnh của trang tin Hoàn Cầu. Tôi có thể hỏi cô vài câu không? Tôi rất sẵn lòng. Nhưng mà bây giờ tôi phải ra khoang điều khiển. Đây là cơ trưởng kết hợp của chúng tôi. Cô ấy đang bận. Hay là lát nữa tôi sắp xếp thời gian để cô phỏng vấn cô ấy nhé. Hãng hàng không Ocean có phải định thay tất cả cơ trưởng bằng người đẹp như cô không? Giống như việc tân trang máy bay này vậy, để tấn công thị trường trọc phú. Tôi chỉ là một phi hành viên đối với chiến lược của công ty. Cô nên hỏi cao tổng. Kaisa, chào người anh em. Đã lâu rồi không chơi. Sao rồi, hay chơi một ván nha. Hôm nay cái gì? Chiếc máy bay này. Dù sao thì trước sau gì cũng là của anh mà. Hai người cứ tự nhiên. Tôi đi trước. Được, anh trước đi. Cao tổng, xảy ra chuyện nghiêm trọng ở mức 2 màu đen. Sao vậy? Món Tứ Xuyên của hôm nay sao lại để cho một người Mỹ đứng bếp chứ? Đây mà là nghiêm trọng sao? Việc anh gây ra mới là nghiêm trọng. Kể từ khi nó trưởng thành thì tôi đã chưa gặp nó. Xem việc tốt mà anh đã làm kìa.
Ông hoàn cảnh này lại đem đến với tôi mối lo gia đình. Anh ta là con của ông mà. Nó đến gây chuyện thì có. Con trai ông là một đại minh tinh. Tôi biết. Tôi muốn nó trở thành người thừa kế chứ không phải nghệ sĩ. Mở máy quay đi. Có tin đăng rồi. Sao đột nhiên lại xuất hiện khu vực sấm sét lớn thế này? Hôm nay dự báo thời tiết không hề đề cập. Tôi chưa từng gặp khu vực sấm sét lớn thế này. Bên đài chỉ huy nói sao? Chúng ta đang đi vào khu vực không ổn định nhất của Thái Bình Dương. Đài chỉ huy không biết gì về tình hình này. Có chuyện gì? Cao Tổng, thời tiết phía trước rất căng thẳng. Chúng ta phải đổi lịch trình. Jason, đây là máy bay dân dụng tối tân nhất trên thế giới. Tôi mặc kệ anh bay thế nào, nhưng anh phải hạ cánh ở Hồng Kông đúng giờ cho tôi được không? Với tình hình thời tiết hiện giờ, không thể nào đến đó đúng giờ được. Tình hình thời tiết nghiêm trọng thế này, trước tiên ta phải đảm bảo an toàn cho hành khách và máy bay. Nếu muốn bay vòng một khu vực này, ít nhất cần 2 tiếng đồng hồ. Đến Hồng Kông muộn 2 tiếng sao? Đoạn đường sau không thể bay nhanh hơn à? Máy bay thường thì được, nhưng đây là A-390 được cải tiến, không khác gì với tàu vũ trụ, lại còn vũ xăng nữa. Xăng trong khoang chỉ đủ để bay theo lịch trình chỉ định. Nếu muốn bay vòng qua thì phải hạ cánh để nạp thêm xăng. Không thể hạ cánh được, phải tiếp tục bay về phía trước. Từ đây tới sân bay tạm gần nhất ở Tây Thái Bình Dương cũng cần ít nhất 3 tiếng. Chưa tính thời gian nạp xăng. Vậy tức là phải ít nhất 5 tiếng nữa ta mới đến được Hồng Kông. Tôi không cho phép làm vậy. Không có báo đài nào đồng ý đợi 5 tiếng cả. Nếu vậy thì chuyến bay đầu tiên lần này tôi tiêu tốn hơn 1 tỷ đô. Có cách gì là trò cười chứ? Cao Tổng hết cách rồi. Dòng bão ở Thái Bình Dương không phải chuyện dẫn chơi đâu. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Ông thấy sấm sét lúc nãy là biết mà. Nhược Hân, đừng nói nữa. Ba người là phi hành viên giỏi nhất của tôi. Động não đi. Chiếc máy bay này chẳng phải có thể bay cao lắm sao? Vậy thì bay lên trên rồi vòng qua đi. Như vậy cũng cần phải nạp thêm xăng. Vậy thì bay xuyên qua đó luôn, hiểu chưa? Bảo với hành khách, đây là chiếc máy bay an toàn nhất thế giới. Chúng ta có thể đương đầu với bất kỳ tình hình thời tiết nào. Giữ tốc độ đi theo lịch trình cũ. Nhược Hân, tôi đi phát loa thông báo trấn an các hành khách. Hãy chuẩn bị. Thưa quý vị, tôi là cơ trưởng kết hợp Nhược Hân. Máy bay của chúng ta đang bay qua khu vực dông bão. Vì sự an toàn của mọi người, hãy trở về ghế ngồi ở lầu 1. Cất bàn nhỏ và thắt dây an toàn vào. Cảm ơn sự phối hợp của mọi người. Nghe nói Cao Chính Đông có một đứa con trai với người vợ đầu tiên, nhưng hình như chưa từng lộ diện. Được rồi. Sau khi hạ cánh xuống Hồng Kông, tôi muốn làm một bài phỏng vấn với cô. Thật không? Thật. Thế nhé, được. Thưa anh Quyền Dương, tôi sợ quá, chóng mặt nữa. Có gì phải sợ chứ? Chẳng phải ở đây có phòng nghỉ à? Hay là ta đến đó xem nhé. Sao anh vẫn còn ở đây? Tôi mới nấu xong món thứ hai, khẩu thủy khê. Cô thử xem. Mau dọn dẹp mọi thứ, ngồi vào ghế, cắt dây an toàn. Sắp hạ cánh hả? Tôi lười hoài làm hơn nửa ngày, chẳng ai nhận xét gì cả. Tình hình thế nào rồi? Vẫn chưa tệ nhất, nhưng sắp rồi. Độ cao vừa qua 45, vẫn đang lên cao. Kéo đến 48, được. Rắc rối to rồi. Hạ xuống. Nhạc Tường, kiểm tra thân máy. Cô đi xem cánh trái. Gọi Cao Tổng đến.
cao tổng, tình hình khẩn cấp, mời ông đi theo tôi, mau lên. Bao, Tiểu Bao. Lại sao rồi? Thử thêm lần nữa đi. Giờ phải đóng động cơ cánh trái, sau đó hạ cánh ngay. Sấm sét đánh trúng cánh trái, hệ thống báo hiệu có cháy. Cháy động cơ hả? Tôi kiểm tra rồi, nhưng bằng mắt thường không thể nào nhìn thấy tia lửa được. Cảnh báo cháy vẫn có, hệ thống tự dập lửa đã tự kích hoạt hai lần rồi, nhưng đều vô ích. Nếu không phải sấm sét đánh trúng, hệ thống báo hiệu của máy bay phát cảnh báo giả, vậy thì cháy thật rồi. Chúng ta phải hạ cánh khẩn, kiểm tra máy bay. Đúng. Sân bay ở gần đây là bao xa? Đảo Solomon 2 tiếng nữa. Ở ngay địa khu vực dòng bão có thể vòng qua được. Xa quá, chẳng lẽ không còn nơi nào gần hơn chút nữa sao? Cao tổng, ta không thể mạo hiểm được nữa. Được, tôi đồng ý hạ cánh kiểm tra, nhưng không thể chậm trễ được, không thể để qua giờ trực tiếp. Radar cho thấy cách đây 30 hải lý tại đảo May Mắn có một sân bay bỏ phế. Đến đó đi, hạ cánh xuống đó kiểm tra. Đêm hôm thế này lại hạ cánh một sân bay bỏ phế, nguy hiểm quá. Tầm nhìn rất hẹp. Nghe nói đảo này có quái vật gì đó mới bị người ta bỏ phế. Không ai sống ở đó hết, ngay cả quân đội cũng rút lui. Các người dù sao cũng là phi công có kinh nghiệm, vậy mà lại nói với tôi về tin đồn nhớ dẫn gì vậy? Làm gì mà là tin đồn? Chắc ông cũng biết chuyến bay của hãng hàng không chúng ta vào 8 năm trước bị tấn công khi cất cánh tại nơi đó. Kết quả điều tra vẫn chưa có. Sao cô biết nguyên nhân của vụ đó là gì? Jason, được rồi, hạ cánh đi. Vậy ta đến đảo May Mắn thôi. Nhược Hân, báo với tổ bay chúng ta sắp hạ cánh rồi. Cao tổng, tình hình thế nào? Nói với mọi người rằng ta sắp hạ cánh. Hạ cánh? Tại sao? Anh đừng hỏi nhiều nữa, cứ nói là có bất ngờ, vậy là đủ rồi, hiểu không? Xin chào. Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi người trạm dừng ngắn ngay ở giữa Thái Bình Dương. Hy vọng đảo May Mắn sẽ đem lại may mắn cho mọi người. Hòn đảo nhiệt đới nguyên thủy thật lãng mạn. Vậy nếu chúng tôi cũng muốn đi thì sao? Cảm ơn sự xác nhận của mọi người. Bên đài chỉ huy vẫn bình thường. Chúng tôi chỉ thay đổi lịch trình bay vòng qua khu vực dông bão, cho nên khi máy bay sẽ trễ 1 tiếng. Khi đến địa điểm kế, tín hiệu radar có thể bị mất. Rõ. Được rồi cơ trưởng. Thật hấp tấp. Chúng ta đã làm trái luật hàng không. Nhạc tường, tắt tín hiệu theo dõi. Không ngờ còn rùng rợn hơn tôi nghĩ. Giống như đã đến sao quả vậy. Tôi đi kiểm tra động cơ. Anh ở lại đây. Tôi đi cùng anh. Tôi cũng đi. Anh ở lại để phòng bất trắc. Nhược Hân. Hay quá. Chúng ta xuống dưới nha. Xin lỗi, trên đảo có rất nhiều thú dữ hoạt động vào ban đêm, giờ ra ngoài thì không an toàn lắm. Nhưng mà mọi người hãy ở lại trong máy bay, cứ thoải mái chụp hình hòn đảo. Không có sóng.
Tự sướng xong rồi không tài ảnh lên mạng được, còn gì là hay nữa chứ. Thật chán. Hay thật. Hòn đảo thật đẹp. Ông đang làm gì vậy? Chúng ta đến đây làm gì? Con đừng làm bậy. Ta là bố con. Bố? Ông còn mặt mũi nói là bố tôi sao? Ông không thấy xấu hổ hả? Ai tống tôi vào trường nội trú chứ? Từ đó đến giờ không hỏi không rằng, cũng chưa từng đến gặp tôi. Ông biết không, mẹ tôi bị ông làm tức chết đó. Thưa quý vị, bây giờ tôi xin giới thiệu với mọi người đệ tử ruột của Lưu sư phụ, bếp trưởng trứ danh món tứ xuyên, anh Mike. Anh ấy cũng là khách mời lớn của chúng tôi. Sau đây mời mọi người lên lầu 2 để thưởng thức món ăn tứ xuyên do anh ấy mang đến. Nghe này, tôi và Tiểu Bao sẽ xuống dưới quay phim. Khi nào đi thì gọi chúng tôi. Không được, các người không được rời khỏi máy bay. Làm ơn đi, tôi là khách mời đặc biệt mà. Có gì à? Vấn đề được giải quyết rồi, Cao Tổng. Vấn đề gì? Đừng giả vờ. Tôi biết chúng ta bị buộc phải hạ cánh. Vậy cô muốn quay phim, ra đó quay phim. Đây là đảo may mắn trong truyền thuyết. Nếu tôi không cho phép thì cô sẽ gây khó dễ cho tôi phải không? Chuẩn đó. Đi thôi. Đi theo họ, đừng để họ ra khỏi đường băng. Đừng đi xa quá, máy bay có thể cất cánh bất cứ lúc nào. Trên đảo có nhiều quái vật lắm. Anh không xuống thật à? Không. Chúng ta rời khỏi đường băng thật à? Tất nhiên rồi. Nhạc Tường, anh xem dữ liệu thân cánh có gì bất thường không? Ở đây có chút vết cháy, không phải bị hư hại từ bên trong. Cái gì? Được. Cảm ơn. Tốt quá, xem ra động cơ không sao hết. Mau đi thôi, chỗ này không ổn lắm. Đi được chưa? Được, cất cánh ngay thôi. Nhạc Tường, chuẩn bị cất cánh. Đùa gì vậy? Chỗ này có quái vật thật à? Ở đâu cũng có, kể cả trên máy bay. Ý cô là cô ảnh hậu đó hả? Hay là Tay Huyền Dương? Cẩn thận. Mau, mau quay lại đi. Ai cho phép họ ra đây vậy? Còn phải nói sao? Gọi bọn họ về ngay, mau lên. Mau quay lại, sắp cất cánh rồi. Kệ cô ta, tiếp tục đi. Hôm nay thật may mắn khi được nấu cho mọi người ăn. Tôi rất thích nghiên cứu văn hóa ẩm thực của Trung Quốc. Năm ngoái rất vinh hạnh khi được Lưu Đại Sư nhận làm đệ tử. Bây giờ mời mọi người dùng. Với tư cách là một người Hồng Kông rất kén chọn, tôi cảm thấy món này rất ngon. Tôi không phải là người Tứ Xuyên, tôi là người Ả Rập, tôi cũng rất thích món này. Không hổ danh là bếp trưởng quốc tế món tứ xuyên thế hệ mới. Kể từ tháng sau, tất cả các chuyến bay từ Hồng Kông của hãng hàng không Ocean sẽ phục vụ món tứ xuyên. Sao vậy? Máy bay có vấn đề à? Không biết, nhưng Nhậm Hạnh hình như đã tìm được đề tài làm phóng sự. Lúc trước có tin là đảo may mắn đã bị quân đội của Liên Hiệp Quốc tiếp quản. Ở hiện trường không có dấu hiệu nào của quân đội. Ngoài ra chúng tôi đã phát hiện. Đó là gì? Hình như là hồ ly. Thì ra nó là con quái vật. Cẩn thận. Tiểu Bao.
vậy thôi. Kelly, cho tôi xuống. Cao tổng, mau chuẩn bị cất cánh. Thấy chưa, đó là trải nghiệm dành cho khách của ông đó. Monica, đưa mọi người xuống dưới, bắt đầu cất cánh. Chuyện gì vậy? Xin lỗi hoàng tử. Nhạc tường, cất cánh ngay. Jason, Peter, đóng cửa khoang, mau. Khởi động ngay, mau. Khởi động đi, Jason. Jason, mau lên. Jason. Cơ trưởng, chúng ta sắp cất cánh rồi. Mau, đi thôi. Đóng cửa khoang, mau lên. Ở dưới còn có người, đồ khốn. Đừng cử động. Mau lên. Tôi đỡ cô rồi. Chúng tôi sắp hết đạn rồi. Cho chúng tôi lên. Cho bọn họ lên. Bọn họ đã cứu chúng tôi. Giống chuyến bay dân dụng bình thường. Phải. Vậy tin đồn là thật. Đừng nói nữa. Rốt cuộc sao vậy? Thân phận của hai người là gì? Chắc mọi người cũng nhận ra bề ngoài chúng tôi vô cùng sơ sát, bởi vì chúng tôi đã trốn ở kho hàng trên đảo được 2 tuần. Đội cứu viện không đến. Không ngờ lại có một chiếc máy bay sang trọng đến. Tôi là Trung úy Vincent. Đây là Trung úy Lý Kỳ. Chúng tôi là thành viên đội giải cứu của Liên Hiệp Quốc, đến đây để thi hành nhiệm vụ phong bế đảo may mắn. Tôi còn tưởng lần hành động này rất đơn giản, cho đến khi gặp bọn quái vật đó. Bọn chúng rất đông. Khi chúng tôi đến thì hòn đảo này đã mất kiểm soát. 2 tuần nay bọn tôi chiến đấu liên tục. Cuối cùng chỉ còn lại 2 chúng tôi. Khi hy vọng sắp tiêu tan thì các người xuất hiện. Tôi cảm thấy tiếc cho đồng đội của hai người. Cũng may hai người đã cứu chúng tôi. Chuyện nên làm thôi. Đúng là một chuyến bay kinh hoàng. Ở đây ai là người chịu trách nhiệm? Tôi. Cao Chính Đông, Đồng sự trưởng và CEO của hãng hàng không Ocean. Cảm ơn ông đã cứu chúng tôi. Rất vui khi giúp được các người. Mọi người, tôi xin lỗi về sự cố lần này. Chúng tôi đã liên hệ với các cơ quan chức năng. Đợi máy bay hạ cánh, họ sẽ tiếp quản điều tra. Sự cố hả? Ông điên sao? Hai người đã bỏ mạng. Trong mắt ông ta, giá cổ phiếu quan trọng hơn mạng người. Đột dòng ơn bội nghĩa. Mày nghĩ mày dùng tiền ai mới có được ngày hôm nay hả? Giờ ông công khai thừa nhận tôi là con ông phải không? Phải. Được. Vậy tôi không cần phải che giấu nữa. Đây là người bố ích kỷ của tôi. Con tôi. Vậy hả? Mũi hai người y hệt nhau. Cái gì? Ông sắp xếp mọi chuyện theo chiều hướng cẩu huyết thế này là vụ tôi đầu tư hả? Hoàng tử, đây không phải là sắp xếp của tôi. Sau khi tôi và mẹ nó ly hôn, đã 5 năm rồi chúng tôi không gặp nhau. Ông còn mặt mũi nói thế sao? Ngay cả tang lễ ông cũng không thèm đến dự.
Kelly, cô đưa khách lên lầu, tiếp đãi họ thật tốt. Các vị, trạm kế của chúng ta là Hồng Kông. Tôi phải uống miếng trà cho thư giãn. Chúc mọi người tận hưởng chuyến bay. Tôi hết chịu nổi mấy vụ trải nghiệm này rồi. Tôi phải học Rodman. Ngủ một giấc, thức dậy đã đến Hồng Kông. Bếp trưởng, anh không lên đó à? Anh ở đây để xem gia đình người ta cắn xé phải không? Anh đang chỉ huy tôi sao? Lát nữa. Xin lỗi. Đúng. Do cô nhất quyết đòi quay phim nên hại chết hai người họ. Anh đã gọi cho tổng bộ điều cứu trợ đến chưa? Không gọi được. Bằng phương tiện gì? Vệ tinh. Nhưng đã bị hư trong lúc chiến đấu. Bọn quái vật đã hủy hết mọi thứ ở sân bay. Chúng tôi chỉ có thể chờ cứu viện mà thôi. Hình như anh không tin chúng tôi phải không? Tôi hiểu. Cũng tại anh ta đã từng là quân nhân. Quân nhân? Chả trách. Anh không phải là đầu bếp à? Giờ tôi chỉ là một đầu bếp. Tuy rằng tôi đã giải ngũ lâu rồi, nhưng vẫn không tin tưởng người luôn để tay vào cò súng. Không sao. Anh có lý do nghi ngờ chúng tôi, nhưng giấy tờ của chúng tôi không thể là giả. Trên đó ghi là đội giải cứu sinh hóa Liên Hiệp Quốc. Nhạc Tường, giúp tôi liên hệ trung tâm xác nhận thân phận của hai người. Một người là... Cái gì? Lúc nãy khi máy bay khởi động, thiết bị liên lạc của chúng ta đã bị hỏng. Cái gì? Xem ra chúng ta chỉ có thể tin tưởng lẫn nhau mà thôi. Có nghĩa là chúng ta phải mau chóng đến nơi này. Vị trí hiện giờ của chúng ta cách nơi này là 500 hải lý. Đó là trung tâm hậu cần của chúng tôi. Có bổ sung nhiên liệu, lẫn sửa chữa, có thể giúp các người giải quyết vấn đề. Chúng tôi không cần. Bay đến Hồng Kông là xong. Với thời tiết hiện giờ à, chuyến bay này không thể chậm trễ được nữa. Chuyện này không thể do ông quyết định được. Vị trí này nằm ở khu vực tam giác vàng, cực kỳ nguy hiểm. Như là tam giác Bermuda, có rất nhiều con tàu đã mất tích ở khu này. Các chuyến bay thường tránh dọc khu này. Để tôi nói rõ, với sự việc lúc nãy, tình hình của chiếc máy bay này đang rất nguy hiểm. Để an toàn, quân đội Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp quản. Các người hiểu chưa? Tiếp quản à? E rằng không đơn giản vậy đâu. Kể từ khi nào mà trung tâm quân sự bắt đầu can thiệp vào máy bay dân dụng thế? Được rồi, anh lính già. Đó là căn cứ bí mật. Đó là quái vật biến dị họ Mèo. Sự tồn tại của chúng là cơ mật. Để khống chế đảo may mắn, Liên Hiệp Quốc đã thành lập căn cứ để giám sát, tránh cho thế giới rơi vào hoảng loạn. Cho nên hợp tác giữa chúng ta, chỉ cần các người phối hợp là được. Tức là chúng tôi sẽ bị đưa đi tẩy não, bởi vì chúng tôi đã thấy thứ không nên thấy à? Có bọn áo đen đợi chúng tôi ở đó không? Im đi, tôi phản đối. Quái vật gì chứ? Chỉ là bọn động vật có hình dạng kỳ lạ trên đảo thôi, chẳng liên quan đến việc toàn thế giới hoảng loạn cả. Họ đã cứu chúng tôi, tôi tin họ. Điều đầu tiên mà ông nên suy xét là an toàn của hành khách. Vì vậy nên ba máy bay đến Hồng Kông. Bọn họ đã cứu chúng tôi. Chúng tôi cũng đã thấy sự đáng sợ của bọn quái vật đó. Chúng ta nên hợp tác. Cô nói giúp ai vậy nhược hơn? Cô có còn là người của hãng không? Tất nhiên là còn. Nhưng tôi còn là cơ trưởng. Chúng ta đã không còn Jason. Hơn nữa đã làm trái luật hàng không. Xăng không còn nhiều nữa. Cương quyết bay xuyên qua khu dông bão thì rất mạo hiểm. Cô rất tỉnh táo đó. Vậy đi. Cơ trưởng có quyền quyết định tối cao. Nhược Hân, chuyện này không đơn giản đâu. Thưa anh lính, lúc nãy tôi đã quyết định rồi. Thiết bị liên lạc của chúng ta đã bị phá hoại một cách cố ý. Tuyệt bớt không phải là sự cố. Dây điện ở trên đầu máy bay, bên dưới là quái vật. Nghe này, anh thân thủ rất khá, cũng rất dũng cảm. Nhưng sao anh dám chắc đó là cố ý phá hoại? Tôi từng là đội trưởng của đội chống khủng bố. Việc phá hoại thiết bị liên lạc là môn học nằm lòng của chúng tôi. Vậy anh chứng minh bằng cách nào? Tôi chỉ thấy anh là đầu bếp người Mỹ nấu món tứ xuyên siêu dở. Nghe này, tình hình hiện giờ rất nguy cấp. Tôi phải đảm bảo an nguy của tất cả mọi người, không được sơ sót. Anh hiểu không? Tôi hiểu rồi. Vậy để tôi giúp cô.
Thật ra thiết bị liên lạc hư chỉ là một mặt thôi. Điều quan trọng nhất là sắp hết xăng rồi. Nếu theo kế hoạch ban đầu là bay xuyên qua khu vực giông tố, chẳng khác gì tự sát cả. Vị trí này là một cơ hội đáng để thử. Được. An toàn là ưu tiên của tôi. Trong hải vực 2 tiếng đồng hồ, không còn nơi nào để đáp xuống cả. Ta chỉ còn có thể đến đó. Không thể mạo hiểm nữa. Tôi hiểu. Thật đó. Và tôn trọng quyết định của cô. Chúng ta sẽ hạ cánh an toàn. Do lỗi của tôi. Tiểu Bao, là tôi hại chết anh ấy. Đừng nói vậy. Lúc đó hai người đang tập trung vào công việc thôi. Tôi có thể hiểu. Giống như khi tôi tập trung trong âm nhạc. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Xin lỗi. Mới lúc nãy, tôi chỉ muốn đưa tin của anh và bố anh. Không sao. Tôi biết đây là công việc của cô. Tôi cứ tưởng tôi chỉ là một người bàng quan, không thể nào sống trong hiện thực. Cô yên tâm. Sau khi chúng ta cất cánh, tôi sẽ nói cho mọi người biết Tiểu Bao là một anh hùng. Em lên đó thư giãn chút đi. Tôi đi với cô. Tôi cũng đi. Anh đang giám sát tôi à? Anh không làm gì thì sợ chi chứ? Hoàng tử, xem ra trà này rất hợp khẩu vị của ngài. Tôi cũng hy vọng sự cố lúc nãy sẽ không ảnh hưởng đến việc đầu tư của hoàng tử vào hãng hàng không chúng tôi. Cao tổng, sự cố ông nói hôm nay quá nhiều rồi. Nói thật, tôi muốn suy nghĩ lại. Anh muốn làm gì? Trò chuyện thôi. Tôi tò mò không biết cô đang xem gì. Không phải là việc của anh. Tôi hỏi câu này được không? Tại sao người đẹp như cô lại cầm súng nhỉ? Tôi quên giới thiệu với hai người. Đây là Kasa, chủ tịch tập đoàn Yasen. Tôi không có hứng thú với dân kinh doanh. Gu của hoàng tử thật độc đáo. Tôi muốn hỏi, sau khi anh giải ngũ, sao lại đi làm đầu bếp? Sáng tạo tốt hơn hủy diệt. Anh không thấy thế à? Anh đừng có mang bộ mặt nghiêm túc đó. Bếp trưởng, Cao tổng mời anh lên trên chuẩn bị bữa kế tiếp. Đúng rồi, đến lúc phô diễn tài nghệ nấu ăn rồi. Người đẹp, có gì uống không? Thứ gì cũng có, anh muốn uống gì? Cái gì cũng được.
Em sắp chịu hết nổi rồi. Em chịu hết nổi cảnh trốn chui trốn nhủi, chịu hết nổi bọn quái thú đó, cũng chịu hết nổi việc giả mạo người của quân Liên Hiệp Quốc. Nghe anh nói em phải tiếp tục giả vờ, cũng nhờ những người này chúng ta mới có thể rời khỏi đảo may mắn. Họ đã nghi ngờ rồi, chúng ta đến đó thì sẽ lộ ngay. Bình tĩnh, ta đã có mẫu rồi, chỉ cần đưa cho người mua là được. Nếu tên đầu bếp định gây rối thì anh sẽ không tha cho hắn. Anh nói sẽ không giết người mà. Phải, nhưng anh cũng nói ta sẽ cùng kiếm một vố, cho em và con em được sống bình yên. Đừng lôi con em vào, anh cần làm vậy sao? Em đến cũng vì nó thôi, không phải vì anh. Anh hiểu rõ là tốt. Thứ đồ chơi này ta phải ra tay, bất chấp mọi thứ. Thời tiết đã đỡ hơn chưa? Không có. Nhưng ta bay rất thấp, giữ khoảng cách với khu vực giông bão. Để tránh khu vực giông bão, ta bắt đầu chuyển hướng. Tôi dạy dỗ cô đến ngày hôm nay là để cô trái lệnh sao? Jason dạy cô vậy hả? Jason? Jason dạy tôi trách nhiệm của cơ trưởng. Giờ đáng tiếc là anh ấy không thể ở đây giải thích cho ông hiểu. Chính quyết định của ông đã hại chết anh ấy. Tôi sẽ không để bản thân phạm sai lầm của anh ấy. Được, xem ra sau này cô không còn muốn điều khiển máy bay của tôi nữa rồi. Được, tôi đang cố gắng để chúng ta có được sau này. Cô ấy chết rồi, Dương Lâm Lâm chết rồi. Ai phát hiện? Cô ấy chết thật thảm, đáng sợ lắm. Vincent đang ở bên trong xử lý, mọi người hãy giữ bình tĩnh. Cô đang làm gì? Tôi là cơ trưởng, tôi có quyền xử lý bất kể tình trạng khẩn cấp nào. Cơ trưởng, trước mặt mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Chúng ta phải cách ly. Có gì mà nhộn nhịp vậy? Anh là ai? Cái giường êm lắm. Ông Rodman, tôi có một câu hỏi muốn xác nhận với ông. Tôi thấy một bài báo viết rằng khi ông uống rượu xong rất hay nổi nóng, rất khó lòng kiểm soát cảm xúc bản thân. Làm ơn đi, đội chó săn mò tới sân vườn nhà tôi rồi. Các người còn cảm thấy tôi lỗ mãng à? Đây là chuyện nguy cấp. Với tư cách là cơ trưởng, tôi có trách nhiệm điều tra mọi chuyện. Điều tra gì? Xảy ra chuyện gì? Không ai được phá hủy xác chết và hiện trường. Đợi chúng ta hạ cánh, quân đội sẽ phái đội điều tra đến đây. Còn bao lâu nữa? Nửa tiếng. Được, nửa tiếng. Cơ trưởng, phiền cô, có thể đưa hành khách trở lại khoang hạng nhất không? Nhậm Hạnh, cô thấy gì? Toàn thân cô ấy máu bê bết. Tôi không đồng ý với cách làm của cô. Bây giờ chúng ta gặp chuyện lớn rồi. Bọn họ là kẻ lừa đảo. Thật đáng nghi. Ông muốn tôi làm gì? Cô không cảm thấy tình hình rất kỳ lạ sao? Tôi cũng nói vậy đó. Cách duy nhất là ta phải hạ cánh khẩn để cơ quan chức năng xử lý. Cơ trưởng, ta nên hạ cánh ở Hồng Kông. Căn cứ gì chứ? Ai biết có gì đang chờ ta ở đó? Ta phải bay đến Hồng Kông. Ít nhất thì cảnh sát Hồng Kông và hãng hàng không Ocean có thể phối hợp điều tra. Peter, anh ta đâu rồi? Kelly, tìm anh ta đi. Tôi có chuyện tìm anh ta. Đợi chút, Nhược Hân, đợi chút. Lại gì nữa? Ta không thể đến nơi bọn họ nói. Vậy ta đi đâu được? Hạ cánh xuống biển hả? Chẳng lẽ tôi đang làm loạn sao? Cô thấy chưa? Vừa chết một người, giấy tờ có thể làm giả. Hiện trường bị bọn chúng phong tỏa. Peter thì không biết đi đâu. E rằng ta đã bị bắt cóc. Anh có chứng cứ gì không? Cho dù là thật, ta có thể làm gì? Ý anh là dùng tay không đối phó với hai tên cướp có vũ trang à? Thế
Sao rồi? 10 phút nữa là đến nơi. Bây giờ thiết bị vô tuyến của chúng ta hoàn toàn mất liên lạc. Cục không vận nhất định sẽ biết chúng ta bị mất liên lạc. Nếu qua vị trí đã báo, bên Hồng Kông sẽ rất lo. Lần này chúng ta tiêu rồi. Tình hình bên ngoài ra sao? Có chút rắc rối, nhưng chúng ta phải hạ cánh khẩn. Chuyến bay này có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Yên tâm, cô ra đó kiểm soát tình hình đi. Anh giải quyết được không? Không có chỉ huy, không có đại kiểm soát. Thành tích hạ cánh không chỉ dẫn của tôi tốt hơn cô. Hơn nữa tôi đành máy bay này hơn cô. Ngoài phòng của Dương Lâm Lâm, tôi đã tìm được mọi nơi có thể rồi. Không thấy gì hết. Máy bay to thế, một người như vậy sao có thể mất tích được? Cho dù là người sống, tôi thấy chưa chắc gì sống được lâu. Sao lại bi quan thế? Chúng ta bị bọn quái vật biến dị tấn công. Vậy mà anh còn lạc quan được à? Còn nơi nào chưa tìm? Tôi tìm khắp các phòng, mọi ngóc ngách, ngoại trừ... Chúa ơi, không phải chứ. Có ai muốn điện thoại của anh ta không? Loại xịn đó. Báo cho mọi người biết. Anh thật nhiều chuyện. Là một đầu bếp, anh lo nhiều chuyện quá đó. Tôi đã không nhìn lầm anh. Sắp đến rồi. Ngoan ngoãn đi. Tôi biết tại sao anh giải ngủ. Bởi vì anh sợ. Đứng lên, mau lên. Đi. Đến hàng một. Tất cả ngồi yên cho tôi. Chúng ta sắp hạ cánh rồi. Tại sao chỉ có một tiếp viên? Người khác đâu? Ngoại trừ khoang điều khiển, mọi người ở đây hết rồi. Ông Cao, mấy người khác đâu? Tôi không biết. Để tìm Peter, tôi bảo tất cả người của tổ bay đến khoang hàng hóa rồi. Có chuyện gì vậy? Bọn chúng ra tay rồi. Giết Peter. Và còn có cả Dương Lâm Lâm. Rốt cuộc anh đưa chúng tôi đi đâu? Đừng thử thách lòng nhẫn nại của tôi. Đạn trong súng đủ để đối phó anh và tất cả mọi người ở đây. Vậy thì mỗi viên đạn của anh bắn thẳng vào xương. Một viên bắn vào khoang điều khiển, coi như cả đám chết chung. Từ từ, các người muốn gì? Tôi đã nói rồi, đưa chúng tôi đến căn cứ. Nếu không thể hạ cánh theo kế hoạch, tôi sẽ giết từng người một. Bắt đầu từ tên đầu bếp. Kẻ tôi ghét nhất là hắn. Anh còn phải nhờ tôi hạ cánh. Nếu anh dám giết một trong số họ, thì đừng hòng đến được căn cứ. Tôi không cần biết mục đích cướp máy bay của các người là gì. Giết cơ trưởng không phải là ý tưởng sáng suốt đâu. Anh nói đúng đó. Hay là tao thỏa thuận đi cơ trưởng? Cô chỉ cần đưa tôi đến căn cứ. Tôi đảm bảo sẽ không có ai bị thương. Monica. Cho cô ta uống nước. Càng nhiều càng tốt. Đừng dừng lại. Nước có thể làm độc tính chậm phát tác. Chuyện này là sao vậy? Quái vật lên máy bay rồi.
bọn họ đã biết Dương Lâm Lâm chết thế nào. Chỉ có một mình cô ta sống, những người còn lại chết cả rồi. Có một con quái vật đã lẻn lên trên này, tôi đã phong tỏa lối đi rồi. Các người hãy chết họ, tại sao không nhắc mọi người? Đến lúc vào khoang điều khiển rồi cơ trưởng, nếu không hạ cánh thì mọi người sẽ bị quái vật giết chết, không ai thoát khỏi đâu. Ta không thể đối phó với nó đâu. Ở nơi không gian khép kín, một con quái vật có thể giết chết toàn bộ chúng ta. Bọn chúng nhanh lắm, cho nên anh dùng người của tôi cho chúng ăn rồi hạ cánh. Bọn chúng là động vật ăn đêm, rất sợ sáng. Nhưng khi nó thích nghi với ánh sáng trong này thì nó sẽ lên đây. Tất cả mọi người lên lầu đi, đèn ở khu vui chơi sáng hơn ở chỗ khác. Đúng thế, sau đó phong tỏa cầu thang và lối đi. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Máy bay sắp hạ cánh rồi. Mau về khoang điều khiển đi cơ trưởng. Em ở đây trông chừng họ. Mau lên Mike, đưa mọi người lên lầu. Được, đi mau. Đứng yên, ngồi xuống. Ngoan ngoãn lái máy bay đi. Ta đang ở đâu rồi? Tôi không thấy hòn đảo ông nói đâu hết. Vị trí không sai, nhưng khắp nơi toàn biển là biển. Đừng lo là có đảo hay không, cứ đến vị trí là được. Vậy chúng ta hạ cánh ở đâu? Cứ làm theo lời ông ta. Đúng thế, hạ cánh ở đó. Không thể nào, hạ cánh đi. Ngồi xuống, bay qua đó. Cho A-390 hạ cánh xuống tàu sân bay. Anh đùa hả? Chiếc máy bay này quá lớn. Tàu sân bay này có diện tích bằng 3 sân bóng đá, đủ để anh hạ cánh. Không, tôi không làm được. Nói người của cô ngoan ngoãn nghe lời đi. Mau lên, hạ cánh. Nhạc Tường, anh làm được mà. Chúng ta đã được huấn luyện hạ cánh tàu sân bay mà. Ở hai lần huấn luyện đó, thành tích của anh cao hơn tôi. Đó là mô hình thôi. Tôi tập cả 2 tháng mới có thể thành công được 2 lần. Vậy thì coi như bây giờ là tập mô hình. Jason luôn nói anh là phi hành viên có thiên bẩm nhất. Nói hay lắm. Tôi càng lúc càng thích cô rồi đó nha. Nhạc Tường, người đâu cả rồi? Không khác gì tự sát. Ngay từ đầu cô đã biết chúng ta sẽ hạ cánh xuống tàu sân bay sao? Dược Hân điên rồi, cô cũng điên luôn rồi. Tôi cảm thấy nữ cơ trưởng làm vậy thật ngầu. Tôi thà bị rớt máy bay chứ không muốn bị con quái vật đó ăn thịt. Máy bay mấy tỷ đô của tôi không thể bị hủy như vậy được. Ông ngoan ngoãn đi. Thấy chưa, trong tình huống này, thứ quan trọng nhất với ông ta vẫn là máy bay. Đây là tất cả của tao, tất nhiên quan trọng hơn cái mạng của mày. Tôi đã biết điều đó lúc 10 tuổi rồi. Nếu như máy bay hạ cánh thất bại thì tôi sẽ không còn được gặp bố nữa. Tôi đã rất lâu không được gặp ông ấy rồi. Bộ dạng căng thẳng của cô xinh hơn nhiều. Anh đóng vai 007 hợp lắm đó.
Nghe đây, hạ cánh đi. Tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Không sao, thêm lần nữa. Tôi không làm được. Phải làm được. Chúng ta không tông vào cầu sắt thì sẽ tông thẳng xuống biển. Vậy để tôi. Tôi chắc chắn làm được chứ. Anh không còn lựa chọn nào đâu. Đổi quyền điều khiển. Đã đổi xong. Chuẩn bị. Khóa. Bây giờ kéo bánh xuống. Kéo đi. Cánh phải hình như bị tông rồi. Đừng vội, chỉ là dây điện thôi. Ngồi vững. Hết quái vật thì đến bà điên. Hy vọng tôi đang nằm mơ. Nhược Hy nhất định thành công. Mọi người chuẩn bị cởi dây an toàn. Khi hạ cánh thì tôi sẽ mở cửa ra ngay. Hiểu chưa? Chăm sóc bạn của anh cho tốt. Ông giữ đi. Thử thêm lần nữa, lần cuối. Nghe lệnh của tôi, bỏ khoang xăng, làm lại. Cô chắc không? Chắc. Giảm trọng lượng có thể rút ngắn khoảng cách trớn. Cô đừng gây chuyện đó. Chiều rộng của tàu sân bay bằng với máy bay. Cánh máy bay sẽ ma sát với cầu. Trong bình nếu còn xăng, một khi phát nổ thì tiêu hết. Nhưng nếu khoang không có xăng thì máy bay chỉ có thể cầm cự 2 phút. Đây là cơ hội cuối cùng. Cơ hội cuối. Chơi đi. Nhớ lấy. Sau khi tiếp đất, mở ván giảm tốc. Sau đó nhớ kéo thắng cho tôi. Lỡ như quá trớn thì sao? Vào lúc này đừng nói lỡ như với tôi. Mau lên, từng người một. Trông chừng nhậm hạnh. Đừng sợ, tôi ở sau cô. Nhảy đi. Cúi xuống. Ôm lấy tôi. Kelly, mau đi thôi. Anh Kim, ta đi thôi.
Đưa anh ta đi. Tôi không thể dừng được. Đừng để cho nó thoát. Nhược hơn. Nắm chặt lấy tôi. Không sao đâu. Được rồi. Nhà tường. Tôi rất tiếc. Anh ấy rất dũng cảm. Người ở lại cuối cùng lẽ ra là tôi. Ta phải tiếp tục sống vì anh ấy. Đi thôi. Này, hai người qua đây. Đây là nơi gì vậy? Lát nữa cô sẽ biết. Vẻ mặt đó của anh, chắc anh cũng gặp rắc rối rồi. Im đi, qua bên kia cầu. Bên đó. Xếp hàng một. Quỳ xuống. Đừng để tôi nói lần thứ hai. Tốt lắm. Chào mừng lên tàu sân bay lớn nhất thế giới. Chỉ đáng tiếc chúng ta không có champagne để ăn mừng. Chỉ cần nghe lệnh tôi thì sẽ không có người chết. Ai dám động đậy, em cứ giết. Giờ anh xuống đó lấy tiền. Em sắp gặp lại con mình rồi. Anh có thấy không vậy? Có người bị thương, cần người giúp. Đúng rồi, cơ trưởng. Giúp cô ta đi. Monica, súc sinh, cô ấy đang bị thương mà. Không cần phải giết người nữa. Chúng tôi đã rất nghe lời rồi. Anh sao vậy? Đúng là bọn ngu ngốc. Răng của quái vật có độc. Trên người cô ta nhiều vết thương như vậy. Nếu không có thuốc giải thì ngay cả một tiếng cũng không qua nổi. Tôi chỉ giải thoát cho cô ta thôi. Cô ta sẽ cảm ơn tôi. Các người lùi hết lại. Trong chừng chúng, hãy nghĩ đến con trai và số tiền này. Vào trạng thái tự hủy. Sĩ Han, đã xảy ra chuyện gì? Tôi thất bại rồi. Đây là bản mẫu của ông cần. Hãy cho tôi biết 20 triệu đô của tôi đang ở đâu. Mọi người chết hết rồi. Vật mẫu đột nhiên biến dị, sinh sản hàng loạt, là lỗi của tôi. Nghe này, tôi biết công ty ông đầu tư một số tiền rất lớn. Số tiền của tôi ở đâu? Trễ rồi. Mấy hạt nhân đã được kích hoạt. Tôi đã kích hoạt trạng thái tự hủy. Sắp nổ rồi. Nói đi. Tiền của tôi ở đâu? Đi thôi. Mau đi đi.
vào trạng thái tự hủy. Anh ta không quan tâm sống chết của cô. Khi hắn lấy được tiền thì sẽ giết cả cô. Đúng thế. Hãy suy nghĩ cho đứa con trai trên dây chuyền của cô. Anh làm gì vậy? Cô ta sẽ giết anh đó. Đứng yên. Không sao đâu. Mau giúp tôi. Độc tố trong người cô ấy đã phát tác. Mau cầm máu. Cô biết lái trực thăng không? Cái gì bay được đều lái được. Có gì không biết không? Tôi khởi động trực thăng. Anh tìm hắn đi. Đợi chút. Sao phải tìm hắn làm gì? Chúng ta đi thôi. Tên đó là một mối đe dọa. Chỉ cần hắn còn sống thì ta không thể nào yên tâm rời khỏi. Anh đi với anh ấy đi. Tôi đi với anh. Không, tôi từng phục dịch ở tàu sân bay. Tôi hiểu rất rõ kết cấu của nó. Không sao đâu. Này, đi sớm về sớm. Được, tôi còn chưa làm món thứ ba. Chúng tôi đợi anh. Đi đi. Anh bị thương hả? Chỉ là vết thương nhỏ. Tôi muốn kiểm tra đàn. Cái này hoàn toàn khác với lúc huấn luyện. Cô biết coi bản đồ à? Tất nhiên, tôi có bằng lái máy bay loại nhỏ mà. Rất có ích khi đi kiếm tin. Hình như hết xăng rồi. Mọi người giúp một tay đi. Mau đi nạp xăng. Cẩn thận. Hắn ở đâu? Phòng động cơ. Cẩn thận. Ở đây quái thú ở khắp nơi. Đã xảy ra chuyện gì? Phải hủy con tàu này. Đừng để nó vào bờ. Ngăn hắn lại. Được. Tôi chỉ muốn sáng chế một loại thuốc mới có ích trong việc hỗ trợ gen, để nghịch đảo quá trình sinh sản của tế bào ung thư. Tôi đã đi quá đà rồi. Đến rồi. Mau chạy thôi. Mau đi thôi. Chúng ta phải đi thôi. Mau lên. Xăng vẫn chưa đầy. Mau lên. Vào trạng thái tự hủy. Đây là súng của Lý Kỳ. Tôi tưởng anh không giết phụ nữ. Tôi đánh giá thấp anh rồi. Cô ấy không sao. Bỏ súng xuống. Muốn phá hỏng kế hoạch của tôi sao? Anh đầu bếp. Mơ đi. Cho dù vụ làm ăn này không thành công, tôi có thể bán thứ này với giá cao hơn cho người khác. Anh điên rồi.
Anh không thắng nổi tôi đâu. Không được, tôi phải qua đó. Cô qua đó cũng vô ích. Máy bay không cất cánh thì tất cả sẽ chết. Bọn chó, qua đây. Qua đây. Bố, mau đi đi. Bố. Bố, đừng bán công ty. Bố, đừng. Bay đi, mau bay đi. Bay đi. Mike. Mau bay đi, càng xa càng tốt. Chỗ này sắp nổ. Dân tộc chúng tôi có một truyền thống. Nếu người phụ nữ cầm súng chỉ vào anh thì anh phải cưới cô ấy. Vậy là cầu hôn sao? Tôi thuộc cung sư tử, ở nhà tôi nắm quyền. Đợi chuyện này kết thúc, tôi sẽ xin nghỉ phép một năm. Có muốn quay đi chung không? Có, tất nhiên rồi. Anh muốn đi đâu? Chỉ cần không có quái vật, đâu cũng được.